Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binja Studio. Kona shabd behta waqt baaki vyakaran hai sakt mera takht hai mera takht hai ye aamaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai chaare hai kya chaand uske paas jo misaal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se nawab hai. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực mới ở trên TikTok, đó chính là ca khúc Tát Nước Đầu Đình. Ok, trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông này để mỗi khi mình có video mới thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt lên tay như thế này. Ok, sau đó mình sẽ kéo phần tay qua, kéo vô như thế này. Phần hông của mình sẽ đánh qua như thế này, hai bên nha. Rồi, mình sẽ đếm lại nha. 2, đi, 1, và kéo, và kéo. Sau đó mình sẽ đặt hai tay qua như thế này 3 lần. 1, 2, 3. Phần hông mình sẽ đánh liên tục như vậy nha. Nếu mà bạn nào chưa biết làm hông thì mình sẽ để video hướng dẫn ở đây nha. Ok, 2, 3, 1, và 2, và 3. Hốt, hốt, hốt. Sau đó mọi người sẽ làm tay như thế này và mình sẽ để lên câu cho im, là mình sẽ kéo lên và để hai tay chồng lên nhau như thế này. Sau đó mình sẽ vuốt tay qua hai lần, làm sóng tay như thế này, và mình cuộn qua hai lần bên phải qua trái. Ok, rồi lại nha. Ôm 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 câu cho em. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Và mình sẽ gõ từ bên phải qua bên trái và cuộn đưa tay ra như thế này. Sau đó mình sẽ đấm tay qua phần hông và phần tay bên trái mình sẽ lật lại như thế này. Ok, sau đó mọi người sẽ đẩy phần tay này lên và đưa bàn tay của mình lên như thế này. Sau đó úp hai ngón xuống và vuốt bụng hai lần. Ok, rồi mọi người sẽ làm tay như thế này, vuốt lên hai cái và để lên đầu. Mình sẽ đặt tay qua 1, 2, nằm 3, nằm 4, 5, 6, vuốt 7, 8. Rồi sau đó phần tay của mình sẽ kéo, kéo hai lần, cuộn lên trên, hạ xuống dưới. Sau đó mọi người sẽ làm động tác múa quạt và đấm, đấm, đấm. Rồi mình sẽ cuộn lên trên. Ok, thì sẽ đến lại một lần từ đầu cho tới đây. Sau đó chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. Hừm. Mở tay, mở tay. Ôm, ôm, ôm. Khâu cho em. Bước 1, bước 2, vuốt 3, vuốt 4, 5 và 6 và 7. Bùm. 1 và 2, ôm 3, 4, 5, vuốt, vuốt, vuốt. Ấp đặt 1, 2, nằm 3, 4, mở ngược lại tay, vuốt hông một cái. Ôm, ôm, cuộn và xuống, múa, bùm, bùm, bùm và lên. Ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của Tát Nước Đầu Đình rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được nha. Trong quá trình tập, mọi người có cảm thấy thắc mắc ở chỗ nào hoặc là muốn yêu cầu bài hát nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ sớm thực hiện video dạy nhảy nha. Đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.